hôm nay cuối tuần thì tôi lại tiếp tục cái cuộc trải nghiệm của mình. Hôm nay tôi đã đến một cái địa điểm ở đây có rất là có suối và có tiếng chim hót. Nhưng mà cái khu vực này này có rất là nhiều người đến chơi và mọi người đã xả rác ở đây. Thì hôm nay tôi sẽ dọn qua cái rác này đi để cho nó sạch. Và tôi sẽ dựng một cái lều ở đây để cắm trại và thưởng thức cái cảnh rừng núi ở đây. Thank you.
Miếng sườn rất là ngon. Sườn rất là ngon.